Về câu chuyện chuyến tàu ngầm thám hiểm Titanic bị mất tích, tính đến nay, lần cuối cùng tàu lặn chở tỷ phú Anh và 4 người khác gửi tín hiệu định vị là ở ngay phía trên xác tàu Titanic huyền thoại. Các chuyên gia đang đánh giá về những kịch bản có thể xảy ra với con tàu này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Điều gì có thể xảy ra với tàu lặn chở tỷ phú người Anh mất tích ở độ sâu 3.800m? Lần cuối cùng tàu lặn chở tỷ phú Anh và 4 người khác gửi tín hiệu định vị là ở ngay phía trên xác tàu Titanic huyền thoại, báo Anh đưa tin. Hình ảnh cuối cùng của tàu lặn Titan trước khi mất tích. Tàu lặn do công ty tư nhân OceanGate Expedition sở hữu và chịu trách nhiệm vận hành. Tàu được thiết kế tương đối hiện đại với cấu trúc được làm từ titan và sợi carbon, khả năng lặn sâu tối đa 4.000 mét. Theo Daily Mail, tàu lặn xuống nước vào lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 6 giờ địa phương, nhưng mất liên lạc với tàu mẹ mang tên MV Polaris sau đó khoảng 1 giờ 45 phút. Thông thường, quá trình tiếp cận xác tàu đắm Titanic mất khoảng 2 giờ. Tàu vẫn còn đủ oxy sử dụng cho đến 12 giờ trưa ngày 22 tháng 6 theo giờ Anh, 6 giờ chiều ngày 22 tháng 6 giờ Việt Nam. Lực lượng tuần duyên Mỹ và Canada đã mở cuộc tìm kiếm quy mô vào ngày 19 tháng 6 sau khi nhận được thông báo rằng tàu lặn của công ty OceanGate Expedition đã mất tích. Có khả năng con tàu đã bị mắc vào xác tàu Titanic ở độ sâu 3.800m cách khu vực ngoài khơi Newfoundland, Canada khoảng 600 km. Khu vực đắm tàu Titanic ngày nay thuộc vùng lãnh hải của Mỹ. Các chuyên gia về tàu ngầm lo ngại con tàu mắc kẹt ở độ sâu quá lớn mà các tàu ngầm hải quân Mỹ không thể tiếp cận. Cách khả dĩ nhất có thể là dùng tàu lặn không người lái tiếp cận. Theo Daily Mail, tàu lặn tên Titan luôn gửi tín hiệu bình cung cấp tọa độ cho tàu mẹ mỗi 15 phút trên lần. Lần cuối tàu lặn gửi tín hiệu là ở ngay phía trên xác tàu Titanic vào khoảng 9 giờ tối ngày 19 tháng 6 giờ Việt Nam. Trong số 5 người mất tích có tỷ phú người Anh Hamish Harding. Cựu sĩ quan tuần duyên Mỹ John Mixon nói trên tờ Fox News rằng tàu lặn mất tích có thể đang ở trong tình cảnh rất tồi tệ và nghiêm trọng. Việc mất hoàn toàn liên lạc trong trường hợp kiểu như thế này không thường xảy ra. Dĩ nhiên là có thể có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra, ông Mixon nói. Báo Anh gọi con tàu mất tích là tàu ngầm du lịch. Nhưng theo thiết kế kỹ thuật, nó được coi là tàu lặn do không thể tự hoạt động độc lập mà cần tàu mẹ hỗ trợ. Lực lượng tuần duyên Mỹ và Canada đã huy động các máy bay C-130 và máy bay trinh sát B-8 trong sứ mệnh tìm kiếm khẩn cấp. Nhà chức trách Mỹ cũng nhờ cậy các tàu thương mại có mặt gần đó, do một số tàu có thiết bị thu phát thủy âm có thể nghe thấy âm thanh ở độ sâu 4.000 mét. Xác tàu Titanic nằm ở độ sâu 3.800 mét, cách Newfoundland, Canada, khoảng 600 km. Chuẩn đô đốc John W. Mauger thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ nói nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ rất phức tạp. Ông Mauger cũng khẳng định rằng lực lượng tuần duyên không có phương tiện phù hợp để tiếp cận vị trí tàu lặn mất tích. Chúng tôi không có thiết bị khảo sát đáy biển. Có rất nhiều mảnh vỡ ở đó nên xác định vị trí là điều rất khó khăn, ông Mauger nói. Chúng ta đều hy vọng tin vui sẽ sớm đến và những người bị mắc kẹt sẽ sớm được đoàn tụ cùng gia đình. Chắc hẳn cảm giác kẹt ở độ sâu đáy biển là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ và họ đang dần mất đi hy vọng khi thời gian trôi qua.